đi khiên cây mà cầm dù. Để em cầm chưa? Đi. Ơi. Đưa 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 khoan từ từ để coi coi. Để làm sao? Đó, để gì đó. Xong cái bự kia bỏ phía sau đó. Rồi bỏ mấy cái nhỏ nhỏ lên trên. Đưa chữ bạc đi. Tôi sẽ nâng cao hơn, tôi sẽ đỡ cho bà nhiều hơn. Tụi em cầm. Trời, cầm dầu nữa hả? Đây nè. Trời, sao tưới cái mặt bò, tôi tưới cái nước à. Nó hoa nó xẹo hết trơn rồi nè. Uống lên chưa? Tại bà không biết. Bà không biết. Tôi ghét đi. Chưa? Để lên luôn ha. Xong chưa? Xong chưa? Ý là tôi nói tới chưa? Đẩy vô luôn kìa ơi. Tại ngày mai cái anh đó anh tới anh ốp cái này nè. Ốp cái bồn này nè. Ơ, à, ốp cái bục quá. Thì bỏ cái này lên. Tôi bỏ hoa cúc đâu, xung quanh thôi. Cái này giữa lên. Tại còn cái này nữa. Thì bỏ hoa cúc xung quanh thôi. Phía trước có chuyện này. Đẹp lắm. Quá trình hình luôn. Đẹp ha. Gửi đó chị bỏ thêm mấy chậu hoa cúc còn kia nữa. Ngày chiều mai ảnh tới ốp cái này xong là ok rồi, nhờ cha ốp tới ốp cái gì là sao? Ốp cái đá. Ốp đá. Ồ, bỏ lên bên này nè. Ồ, ồ, ồ. Đây nè, cái tí. Đẹp ha. Ừ. Ốp cái bục á cho nó đẹp xong rồi cái đồ xong. Nó ai tặng chị nha? Ờ, cái chị Sơ, cái cô Sơ ở cái chỗ bán tượng nè. Đẹp ha. Tượng chúa, tượng mẹ. Mẹ dậm lên quỷ Satan đánh. Ở gần đây nè. Ừ. Ẹp quá đi, ẹp, ẹp ơi là ẹp. Phải có bông nhiều nó mới thấy đẹp, đúng không? Đúng rồi. Để trống trơn thấy tội. Còn bông nữa nào Linh? Cái này trồng xuống dưới đất không? Cho nó mọc như hành lan thôi, mọc ở đâu? Bỏ lên đây đi chị, phần nào? Trồng sao? Trồng ngay đây nè. Rồi. Ok. Xong. Sao? Đi vô thay đồ đi ăn buffet. Đó bà Thơ, bà đi thẳng vô trong vùng đó đó, là rạp cine hôm bữa đó. Cái rạp mà... bà bấm sao chữ A, chữ C. Bà biết chữ C, em biết em thấy mà. Trời ơi. Bà đọc là A C A thì tôi ghi A C A. Tôi nói A C A nhưng mà tôi đánh đọc, tôi đánh vần cho bà viết. Còn bà lên chữ C. Nếu mà bà biết vậy bà phải là chữ Kỳ chứ. A Kỳ A. Đâu có chữ C chữ C mà. Chữ C là chữ C đúng bà, không? Bà Thơ, cái rạp chiếu phim mà hôm bữa bà nói đi đi ấy á. A C A. Bên này lần tay bà chụp bên kia. Rồi bây giờ mình ngồi đang quang lấy được chưa em, men đủ chưa con kia thầy mỹ lên. Con nổi này mày lên mà mặt phải coi như là nghiêm chút. Đàn ông không có được cười, đàn ông là phải nghiêm hả? Được chưa? Nhìn có vẻ là ông đang suy nghĩ lo âu coi như là phải lo cho nhỏ này làm sao. Bây giờ phải lo cho con bé này, không suy nghĩ để lo cho em. Đâu có, nhỏ này có nhỏ. Khóc dữ vậy. Ôi, ông bé khóc kìa. Đó, có như mặt phải đâm chiêu. Nhìn xa xăm. Đang suy nghĩ cái tiền đâu mà cho nó. Đó, mẹ nuôi.
phải nuôi con nhỏ này đó. Em chỉ làm men 5 phút thôi em mệt. Rồi, 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3. Okay. Đừng có nhìn mắt, đừng có nhìn ống kính, nhìn con nhìn một cái chỗ nào mà rất xa xăm á. Xa xăm mà đen, nhìn cái bụng của Thơ. Đen rất là. À nhìn cái bụng của Thơ đi. Đen rất là. Nhìn bên này, nhìn bên này. Đen rất là. Con nhìn bên đây, con nhìn bên đây. Không được, phải mình phải cùng chung chí hướng. Đúng rồi. Thì con thì mình nhìn bên đây, nhìn một bên, nhìn cái cây kia kìa. Đó, rồi. Giữ vô cái đầu, vô cái vai, giữ vô. Thôi đừng chỉ con, đừng chỉ. Thằng nhất là phải luôn. Trong giây phút gì tay sang nhìn Nga lìa đời. 1, 2, 3. Đúng rồi. 1, 2, 3. Để tôi quay phim coi, trời ơi. Trời ơi, coi hôm nay Tám bị làm hậu trường. Đúng rồi, tôi làm cái gì đó. Đạo diễn. Từ từ để tôi đạo diễn cái bộ hình này cái đã. Rồi bây giờ đứng lên, hai đứa đứng lên. Con Kitty ngồi, con Kitty ngồi lên cái chỗ này, con Ly ngồi đây. Ngồi xuống, đúng rồi. Ly phải ôm eo vòng vòng tay qua Kitty vậy nè. Vòng tay qua cái eo. Dòng tay qua, đúng rồi. Đàng hoàng coi cái Kitty. Man lên. Trời ơi, được con nó ôm mà con gái ôm là phải bảo vệ đúng không? 2, 3, 1. Rồi, đứng lên. Bây giờ Ly á. Đâu chưa đứng. Ly phải ôm sau lưng Kitty giống như phim Hàn Quốc vậy đó. Đó không ôm sau lưng, ôm sau lưng đâu. Kitty con Ly ôm sau lưng Kitty đi. Đúng rồi, rồi Kitty vịn cái tay của Ly á, vịn tay vậy hả? Vậy đi, ôm mà bất cần hả? Đúng rồi. 1, 2 ghê quá, ôm gì mà. 2, 3. 1, 2. Bà phải chụp xa ra cho thấy. Vậy hả? Trời ơi, trong khi chờ đợi. Ui, nãy giờ quên chào các bạn. 1, 2, 3. Chào các bạn. Hôm nay chúng tôi đang đợi để đi ăn buffet á. Bé Ly nè, Kitty nè, với lại Linh Trần đang đợi ăn buffet ở đây nè. Asia. Ủa, nãy giờ quay rồi đúng không? Đó, bây giờ đang chờ đợi thì mà không biết làm gì, đi ra ngoài chụp hình chơi vậy đó. Để nó kêu chưa vậy? Dạ hai anh. Đi đâu đi tới đây vậy? Ăn cà phê nè. Ủa ăn không chưa? Chưa, đợi nãy giờ. Phải lấy số trước. Số mấy rồi, đến số mấy rồi. Chụp cây dừa nè. Bà... Ủa vậy hả? Anh vào khỏe thì chị. Dạ. Giờ đang chụp hình tiếp. Chụp cái lâu này nè. Mình chưa chụp hình ba đứa đi. Ừ. Ê, selfie đi. Hai chồng đứa con. Tình Tây làm chồng, Tâm làm vợ, còn Ly là Tình Tây Ba. Ủa Tình Tây Ba. Cái này là ham trẻ nữa rồi. Ham, dễ hiểu không? Tình Tây Ba làm sao? Là con bé này là tình kép tình, nhí á, à, đào kép nhí của cái Tây. Đúng rồi. Chúng ta là vợ già hả? Đúng rồi. Làm sao? Hai đứa kéo em cái này. Kéo con, qua kéo. Con kéo. Cái này. Được cô Linh hết chứ sao không? Thế mình phải chụp cô Linh. Đạo diễn Kim chụp hình, Kim quay phim. Kéo gì nè? Chưa, để lấy đi. Cái mặt hùng hổ lên con. Còn kéo tay phải nắm tay còn kéo cho mình nè. Kéo đây. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bây giờ cái này kéo mặt cái gì mà chụp hình đi.
không, bây giờ bà Thơ nó hẹn hò, cái con bé trong đây nó nhìn cái hồi kịch gì vậy? Gì có má con chổng lum. Gì vậy con nữa? Gì mà chẳng biết vai gì á. Cuối cùng mình đang diễn kịch gì để con biết không diễn. Mình hai mình đang nói cái thơ đang dở phía sau. Nói là chấm 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 chấm. Bà nhìn cái gì bà ăn trộm mà. Ăn trộm ta coi. Cái này là em làm cho con. Cái gì đó, hai người ngồi đi. Bé này cũng men liền nè, chị ơi. Có hai cái đứa, hai nào nữa không? Men chưa? Đó, con là men cho. Vô đây. Đây. Lên lên. Đây. Bạn lên. Đó. Quên men không có được. Quay mặt đi thôi, quay mặt đi. Rồi. Đó, đó hiểu không? Men gì kỹ hả? Ừ, men thì nó cũng men hơi phè tí. Selfie, selfie. Selfie. Selfie với chị Thơ nữa đi. Chị Thơ đừng có chỗ này hoài. Thôi chụp. Chụp ở đây đi. Chụp cái lưu đi. Cái lưu bự á. Ôm cái lưu đi. Nè, lưu này nè. Đi nè, đi nè. Một, hai, ba. Đó, ôm cái lưu không đọt, không hết. Trời ơi, mà lâu quá trời. Chỉ có cái vùng này, chỉ có cái nhà hàng này là đầy đủ đồ ăn gì. Mà ở đây nó bao nhiêu tiền? Nó 19, 18, 20. Nó rẻ, rẻ lắm, 18 đồng á. 18 đồng á. Hôm bữa giờ tôi nói hoài á. Mới ra hả? Chị đợi anh hả? Đợi anh. Chứ hả? Em mới ra. Ừ. Đi có 4 người à hả? Dạ, dạ, chị. Ủa chị gì không đi hả? Làm hả? Chơi, chơi gì? Ngon. Ngon. Ngon rồi. Món là ngon nhất. Ở trong đây hình như là có cua. Bữa nay có cua, có tôm thôi. Hình như nó có seafood nhưng mà mình phải order. Không. Không. Nó để 5 đồng. 99 cái đó là cua. Nó để cái bảng nó nói là hết cua rồi còn tôm thôi. Đồ chơi kỳ vậy. Em thấy không có gì xì phút trọng đặc biệt hết á. Nhưng mà đồ ăn ngon, món nó ngon nhất. Em thấy em thấy có hình như có con ốc bu á. Ốc bu hương á, hương tươi á. Ốc hương để ăn. Tới lâu chưa ăn rồi. Trời gặp người quen nhiều ghê. Chết cha, lên sóng luôn hả? Quay cho chị không? Chết rồi. Chết rồi. Chết luôn rồi kìa. Ok. Đang sống mà, chú sống đó nghe. Đúng rồi, nhiều người coi lắm á. Chị Tám đó. Chị Tám đó. Cảm ơn chị. Dạ anh đổi ơn chị. Khen em đổi ơn chị. Đội ơn chị khen em. Ê, chị đó chị khen em dễ thương. Em đội ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Ta dò mắt chị. Tại khen Tám á. Bây giờ không ra đường ai mà khen Tám là. Dạ em đội ơn chị. Dạ em không biết chị, em không biết chị. Em không biết chị, trời nhận bà con. Em không biết chị là ai. Mà vậy em mới biết là nhiều người coi thôi đúng không? Sao trong khu này chắc người ta. Ủa lộn, khu này người ta. Khu này sao? Khu này sao? Nó bất cẩn. Ra mỗi người ngồi cái ghế đi. Ngồi mỗi người cái ghế. Ngồi sao lấy dài dài á. Hay là cục điện đi. Thôi selfie 4 người mình đi chị lên trên coi. Cái khu đó.
nào? Trời đất ơi. Linh buồn quá à. Tên con là Lê Ly. Quên hoài. Con Bí Ly. Còn kêu là con Linh nữa. Bí Ly đi chợ tính đi chơi mấy cái chợ tuổi tiên. Hèn gì thấy nhập liền luôn. Tại vì nó cũng bạn ghê. Ghê. Sắp sửa là tính trở thành tuổi tiên rồi đó. Mình đi với tuổi tiên là mình phải trở thành tuổi tiên nó mới thích hợp. Thôi đi má hai. Trời, chờ ăn kiểu này nhắc tiêu quá, đói bụng quá. Lát vô ăn cho nó nhiều rồi cho nó mập. Đây, chung nha. Rồi, ok. Tôm này nó ướp giống như là rau thích á. Ướp cay cay ngon lắm á. Trời. Con lấy rau cải xanh và đậu ve kìa đó, đậu ve đó. Mời.
Buổi tiệc đã tàn, cuộc vui nào cũng tan, bữa tiệc nào cũng tàn. Tám ăn nãy giờ nhiêu đây mà tấm no muốn chết. Ly ly thì đòi toàn là ăn raw fit. Tám thì tám lấy rau tấm ăn, mà bà Linh mới dùng qua bên kia bà không cho tám ăn nè. Nói chung là rất là no nê. Diet xuống được 2 pound rồi. Bây giờ bà Linh bà hại tám lên thêm 3 pound nữa. No quá đi. Mà đâu có ăn cái gì đâu. Ăn miếng rau, miếng mực, miếng tôm, miếng ốc, miếng sushi. Rồi xong. Có ăn cái gì đâu. Không ăn cái gì hết trơn á. Kỳ ghê luôn mà nó no dễ sợ. Đón em. Dạ. Sao rồi? No. Ngon không? Ngon. Rồi sao nữa? Chúng em cảm ơn chị cô. Ok, rồi sao nữa? Bấm tim bạch bạch nhớ like và share và đăng ký. Cảm ơn. Dễ thương quá. Dùng chèo cái ống cộng. Không tin. Giờ sao đi một lẳng một luồng vậy? Cái tay nó phải bịt mặt lại kìa. Cái gì? Ta muốn làm như vậy thì kiểu từ bên ngoài vô cái đó thì kiểu bột. Hôm nay bả bị lên tột đỉnh luôn. Hôm nay có gặp nhiều fan. Ôi, bà Linh mời thấy lịch sự không? Quá lịch sự. Lịch sự sao? Trong bữa cái ngành mặc đầm tới mặc quần sao mà kéo. Trong cái ngành YouTube á, bà thơ lịch sự nhất á. Trong cái ngành YouTube á, bà thơ lịch sự nhất á. Trong cái ngành YouTube á, bà thơ lịch sự nhất á. Thế thì chào các fan của tôi lịch sự không? Ừ. Muốn mình diễn tả lại không? Đâu sao? Làm lại đi. Em quay đây xích vô, xích vô, xích vô, xích vô, xích vô. Như em là fan chị đi, em đang ngồi ăn. Dạ. Đó. Đó, fan đang ngồi ăn là tấm đi ngang qua là tấm à. Dạ, cảm ơn chị, em chào chị, em dê. Ui, thương quá. Em dễ thương quá. Anh kêu vô quê cọp. Cái này máy mà. Xe chị Linh ở đây. Hôm nào, trên kia. Trời ơi, lạnh quá à. Chết chưa không? Đây, đây. Ở đâu vậy? Trên bàn. Đưa cô đâu có đưa đâu. Trên bàn á hả? Trời ơi, này nó có này nó mày nó hên với bà thơ. Nó đi nó bao quát cho mấy bà già. Ôi, em mưa nắng gì kìa, cái vai không che dưới che. Em mưa nắng gì kìa, cái vai không che dưới che. Trời ơi, cô tưởng là mở cửa cho cô chứ, đưa chìa khóa lên. Trời ơi, dễ thương quá. Nó làm được 2-3 lần rồi chị, mới phải nó mở nó làm nữa đâu. Mấy ngày đầu rồi chị? Lành hả em? Ủa, Ly Ly ơi, bao quát cho bà già cái gì vậy? Lượng chìa khóa trên bàn. Trời đất ơi, bà Linh. Yên tâm, để có Linh lòng. Ừ. Ngại thế giới vậy. Bye bye đi các bạn. Ấy quên lòng. Bye bye đi mấy nữa. Chúng em cảm ơn các bạn. Nghe nó cảm ơn các bạn. Nên nó chúng em rất mong. Ủa cái gì vậy? Chúng em cảm ơn các bạn đã coi cái clip này.
này. Mình phải cảm ơn các bạn đã xem cái clip này của mình. Chúng em cảm ơn các bạn. Mọi người, em sợ mà các bạn bị la, em nói mọi người. Trời đất ơi. Cảm ơn cô chú anh chị nha các bạn. Đúng rồi. Dạ. Bye. See you again. See you again. Mỗi khi mơ về anh, nhớ phút giây nồng nàn, nhớ môi hôn dịu êm ta đã trao nhau dấu yêu. Mỗi khi anh bên em, anh sẽ nói không bao giờ xa, yêu em mãi cho trọn tình anh, tình yêu của em. Liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.